tuyển Argentina đã lên đỉnh thế giới tại World Cup 2022 theo một cách rất thuyết phục. Họ từng bước vượt qua mọi đối thủ, trở lại ngay sau thất bại tủi hổ ngày ra quân. Ở xứ Tango, người ta nhận thấy thứ bản lĩnh của những nhà vô địch rằng sẽ là uổng phí nếu như kỳ tích vĩ đại của Messi cùng với những người đồng đội lại không thể được viết lên. Trong hành trình vô địch ấn tượng ấy, ngoài Leo chính là đầu tàu nơi hàng công, trực tiếp tạo nên những bàn thắng và kiến tạo quyết định, còn có những nhân tố trẻ khác, đó là Enzo Fernandez hay Julian Alvarez. Họ là những cầu thủ mà ít người nhắc đến trước giải đấu, nhưng đã trưởng thành vượt bậc, trở thành những ngôi sao mà cả châu Âu săn đón chẳng bao lâu sau. Khán giả hứng thú với Julian Alvarez bao nhiêu thì lại lắc đầu ngán ngẩm với Lautaro Martinez bấy nhiêu. Nhiều người cho rằng quyết định mạo hiểm của huấn luyện viên Lionel Scaloni khi thay thế trụ cột nơi hàng công bằng một nhân tố kém phần quan trọng hơn là Julian Alvarez chính là bước ngoặt của người Argentina cho chiến tích vĩ đại này. Mà họ nói thì cũng đâu có sai, bởi vì kể từ sau khi Lautaro Martinez đồng hành với băng ghế dự bị, Argentina toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải. Từ nguy cơ bị loại ngay vòng bảng, sự thay đổi ấy đã trở thành tiền đề, khiến cho đội bóng xứ Tango thực sự tìm ra phiên bản tốt nhất của mình. Một cú plot twist ngoạn mục. Lautaro Martinez đã có danh hiệu vô địch World Cup cùng với đội tuyển, nhưng chẳng mấy ai nhớ đến đóng góp của anh ở toàn bộ giải đấu. Với hai lần ra sân từ đội hình xuất phát, cùng thời lượng ra sân trung bình chỉ là 40 phút, không bàn thắng, không kiến tạo, thì đích thực Martinez chính là người thừa của La Albiceleste rồi còn gì. Kể từ sau trận ra quân thảm họa, tiền đạo này càng ngày càng sa sút dần đều. Từ việc sút bay đi những bàn thắng ấn định của đội nhà trong hai cơ hội ngon ăn trận gặp Úc, hay tiếp tục là vô hại toàn tập trước đội tuyển Pháp ở chung kết. Nếu như Argentina có không may để lỡ ngôi vương, số 22 cứ coi chừng nhà cửa là vừa. Trong khi Martinez gây thất vọng toàn tập, Julian Alvarez lại trở thành ngôi sao sáng trên hàng công với 4 bàn thắng ghi được xuyên suốt hành trình World Cup. Anh chính là cầu thủ thi đấu hay nhất trong trận thắng 3-0 trước Croatia ở bán kết. Dấu ấn đến từ bàn thắng một tình huống nỗ lực cá nhân và pha lập công chất lượng từ đường truyền của Lionel Messi. Chàng trai khi ấy 22 tuổi trở thành cặp bài trùng với lão tướng 35 tuổi. Chính sự ăn ý của cặp đôi này đã góp công lớn viết lên hành trình lịch sử của người Argentina từ loạt trận knockout đổ về sau. Và Julian Alvarez cùng với Lautaro Martinez sẽ là những đại diện ưu tú của xứ Tango xuất hiện trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào tháng 6 này. Alvarez là một sự lựa chọn thứ hai sau Erling Haaland tại câu lạc bộ Man City, còn Lautaro thì chính là cây săn bàn xuất sắc nhất của Inter trên hành trình tiến đến trận chung kết C1 đầu tiên của đội nhà sau 13 năm. Manchester City của Pep Guardiola tiếp tục là một tập thể được đánh giá cao nhất ở đấu trường châu Âu khắc nghiệt này. So với những năm trước, khán giả đang đặt niềm hy vọng cao nhất vào khả năng giành danh hiệu của họ. Chiến thắng trước Bayern Munich đường đường chính chính, sau đó là đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid theo một cách tàn bạo nhất. Man City đang củng cố vị thế bá chủ của mình sau từng trận đấu, đứng trước cú ăn ba lịch sử với C1, FA Cup và Premier League vẫn đang đợi chờ. Julian Alvarez trong mùa giải năm nay có 28 lần ra sân ở đấu trường Premier League, chỉ có 11 trận xuất phát ngay từ đầu. Thật là không dễ để cho cầu thủ mang áo số 19 này có thể được lựa chọn cho một suất đá chính, khi mà Erling Haaland thì đang khiến cho cả làng túc cầu nhắc đến tên mình cùng với những kỷ lục. Nhưng không vì thế mà đóng góp của Alvarez là thấp. Anh ghi được 8 bàn thắng ở đấu trường này, khi mà chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 6,25 theo SofaScore mà thôi. Còn ở Champions League, sau có 4 lần ra sân từ đội hình xuất phát trong toàn bộ 10 lần xuất hiện, Alvarez đã có được 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Mỗi khi Erling Haaland gặp khó trên hàng công, số 19 này sẽ là phương án mà Pep nghĩ đến đầu tiên để có thể cải thiện đầu ra bàn thắng. Những màn trình diễn ấn tượng của Alvarez kể từ sau World Cup có thể kể đến cú đúp vào lưới của Burnley cùng với một kiến tạo trong chiến thắng 6-0 tại tứ kết FA Cup. Những bàn thắng có được vào lưới của Liverpool, Southampton hay pha lập công quý như vàng trong chiến thắng 2-1 trước Fulham tại vòng 34 Premier League. Còn nghiễm nhiên, khoảnh khắc mà khán giả vẫn còn ấn tượng cho tới giờ, nó đến trong trận thắng 4-0 lịch sử của Man City trước Real Madrid. Alvarez nhận bóng từ Phil Foden, chạy chỗ thông minh và tung ra một cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hóc hiểm. Chính cầu thủ cao có 1m7 này đã chính thức khép lại một ngày thi đấu điểm 10 của Man City trong tay Pep Guardiola trước nhà vua của Champions League khi ấy. Man City tiến vào chung kết trong trạng thái tự tin nhất của mình, có cảm tưởng rằng đỉnh núi cao nhất thầy trò Pep Guardiola đã băng qua và giờ thì chỉ còn một cái ổ gà ở trước mặt vậy. Hiển nhiên bóng đá thì khó đoán định và bóng chưa lăn thì mọi thứ chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Inter Milan trong quá khứ không phải là tay mơ ở đấu trường Champions League. Họ đã có 3 danh hiệu này vào những năm 64, 65 và mới nhất là 2010 dưới bàn tay của Jose Mourinho. Và hơn thế, Inter của Simone Inzaghi cũng đang có lý do để nghĩ về một kịch bản điên rồ. Đó là bởi trong đội hình của họ thời điểm này đang sở hữu Lautaro Martinez. Một khúc gỗ quý xuyên suốt cả hành trình World Cup, nhưng về với Nerazzurri thì Lautaro chính là một sát thủ vòng cấm địa thực sự. Anh chính là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Serie A cho Inter với 20 pha lập công vào 5 đường kiến tạo. Khi mà cách biệt đang là 3 bàn với Victor Osimhen cho danh hiệu vua phá lưới, Martinez hoàn toàn có thể xoán ngôi đối thủ trong phần còn lại của mùa giải năm nay. Lautaro Martinez chính là ngòi nổ hảo hạng nhất mà Inter đang sở hữu trong đội hình vào lúc này. Chính anh cũng là nguồn cảm hứng để Romelu Lukaku dần tìm lại được bản năng săn bàn trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Martinez chỉ có được 3 bàn và 3 kiến tạo sau 12 lần ra sân tại Champions League, nhưng chính anh đã tỏa sáng trong trận hòa 3-3 quý giá trước Barcelona tại vòng 4 bằng 1 bàn và 1 kiến tạo. Sau đó phải kể đến bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho AC Milan trong trận siêu cúp Italia, cũng là danh hiệu đầu tiên của tập thể mùa này. Rồi thì pha kiến tạo thành bàn duy nhất giúp Inter vượt qua vòng tứ kết Coppa Italia trước Atalanta. Và đáng nhớ nhất với những Interisti thì chính là pha lập công của anh ấn định thắng lợi với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận trước đội bóng cùng thành phố AC Milan, giúp cho Inter tiến thẳng đến chung kết C1. Julian Alvarez vẫn cho thấy năng lực của mình mỗi khi được trao cơ hội. Lautaro Martinez thì là một phiên bản hoàn toàn khác trong màu áo của câu lạc bộ Inter Milan. Cả hai sẽ có buổi hàn huyên trong trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào tháng 6 này ở hai bờ chiến tuyến khác nhau. Những người đồng đội cùng đội tuyển sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau, để rồi một trong hai sẽ có cú đúp danh hiệu danh giá nhất mà một cầu thủ thi đấu tại châu Âu có thể giành lấy trong mùa giải. Cách để cuộc đối đầu này xuất hiện trên sân sẽ chỉ là bằng một phương án nào đó mà thầy trò Simone Inzaghi bịt được mọi đường vào cầu môn của mình khi chạm trán Man City. Có như thế, Pep Guardiola mới phải thay đổi và Julian Alvarez cùng với Lautaro mới có dịp nội chiến trên mặt trận của những tiền đạo. Sẽ rất khó để đội bóng nước Ý có thể khiến cho Man City phải gặp khó khăn trên mặt trận tấn công mà họ đang oanh tạc cả châu Âu thời điểm này. Những người hâm mộ thì hãy cứ mộng mơ về một trận chung kết thực sự hấp dẫn, điều mà thật tiếc đã không diễn ra trong nhiều năm liền tại đấu trường này. Sẽ thật cảm xúc nếu như Alvarez để lại dấu ấn ở lần vào sân thay người của mình trong trận đấu tìm ra nhà vô địch. Nên nhớ rằng anh chỉ mất có đúng 2 phút để ghi bàn thắng trước Real Madrid từ băng ghế dự bị mà thôi. Còn Lautaro Martinez, trọng trách đặt lên vai của anh sẽ lớn hơn người đồng đội cùng đội tuyển rất nhiều. Đó là làm sao để xuyên phá được hàng thủ mà Real Madrid đã phải chào thua xuyên suốt 90 phút vừa rồi. Nhưng dù có là kịch bản nào đi chăng nữa, xin đừng làm màn thị uy sức mạnh đến từ phía The Citizens thêm một lần nữa. Thế giới đã phũ phàng và thầy trò Pep Guardiola không cần phải mô tả nó trong một trận chung kết đâu. Vậy bạn đặt niềm tin vào ai sẽ giúp đội nhà giành được chiến thắng sau cùng? Hãy để lại comment phía bên dưới. Nếu thấy video hay và giải trí, hãy thả một like và subscribe để theo dõi những video sẽ được Soco Live ra mắt đều đặn hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.